Xin chào các bạn thân mến, có một cái cổ phiếu mà cái doanh nghiệp ấy đang bán rất nhiều các sản phẩm trên thị trường mà nhà mình đang sử dụng, có tới 40% các cái sản phẩm trong nhà mình đang dùng, như là cái điều hòa này, như là cái điện thoại này, cái tivi này, cái tủ lạnh này, hay cái máy giặt này, vân vân, mà mình đang dùng rất là nhiều. Các bạn có thể thấy cái cổ phiếu đó đấy, mã là MWG, và các bạn có thể nhìn thấy cái hình ảnh cái siêu thị bán lẻ của cổ phiếu đó làm sao mình, đúng không ạ? Mình sẽ phân tích cho các bạn rất là chi tiết là tại sao mà mình tính ra toán được cái hiệu quả cái cổ phiếu này rất là tốt, kinh doanh cực tốt, và nếu các bạn trải nghiệm cái dịch vụ của họ cũng rất là tốt. Các bạn biết không, khi các bạn đầu tư vào cổ phiếu này các bạn sẽ có một cái mức lợi nhuận là 24.3% trên năm. Đó là trong quá khứ các bạn nhé. Từ cái ngày nó mới lên sàn là 14 tháng 7 năm 2014 đến bây giờ là giả sử 14 tháng 5 năm 2021, và để có được cái con số này này là chúng ta sẽ đầu tư theo cách nào các bạn biết không? Là mình đầu tư tích lũy tài sản, tích lũy tài sản các bạn. Nói thực là mình không có nhiều tiền, và mỗi tháng thì mình chỉ trích được một phần lương ra để mình đầu tư thôi các bạn. Mỗi tháng mình chỉ trích được một phần lương ra mình đầu tư, và mình bỏ tiền vào như thế này để mình ra được con số này. Bây giờ mình sẽ minh họa cho các bạn trong quá khứ hiệu quả nó như thế nào. Tất nhiên là trong tương lai thì cũng chưa biết được, chưa chắc chắn được, nhưng trong quá khứ làm được như vậy, bạn có cơ sở để bạn làm trong tương lai. Mình mong muốn rằng là các bạn có thể tặng mình một cái like để mình lan tỏa cái video này tới nhiều người hơn nữa. Vì sao? Vì YouTube họ sẽ dựa trên các thuật toán like này để họ chia sẻ với cộng đồng. Và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng xem video chi tiết mà Hòa tính toán hiệu quả, bao gồm tăng trưởng giá trị, bao gồm cổ tức tiền mặt, cổ tức cổ phiếu. Họ thống kê, họ đã dành nửa ngày để làm cái video này cho các bạn. Các bạn hãy kiên nhẫn dành thời gian xem chi tiết video mình chia sẻ các bạn nha. Xin chào các bạn thân mến. Bây giờ thì mình sẽ phân tích cho các bạn cái hiệu quả tích lũy cổ phiếu Thế Giới Di Động các bạn nha. Đây là một cái bảng rất là chi tiết, và mình đã phải mất nửa ngày để mình thống kê làm ra cái video cho các bạn. Vì vậy mình hy vọng các bạn hãy dành thời gian để lắng nghe, để hiểu về cách thức tích lũy làm như thế nào ở trong quá khứ mà ra được một cái mức lợi nhuận bình quân là 2.02% trên một tháng và 24.3% trên năm các bạn nhé. Cổ phiếu Thế Giới Di Động ấy là họ lên sàn là ngày 14 tháng 7 năm 2014. Mình sẽ lấy cái ngày này là ngày đầu tiên để mình mua tích lũy. Thực ra thì các bạn cũng có thể lấy ngày khác cũng được, không vấn đề gì cả, nhưng mình lấy cái ngày này cho nó thuận tiện. Và mỗi một tháng thì mình sẽ tích lũy là 100 cổ phiếu, và mình sẽ chốt bán vào ngày 14 tháng 5 năm 2021, chính là ngày mà mình làm cái video này. Vậy thì chúng ta sẽ xem chi tiết các bạn nhé. Các bạn hãy xem cái thống kê của mình. Mình sẽ mua vào các ngày 14, và nếu ngày 14 vào ngày thứ bảy, chủ nhật hay ngày lễ thì mình mua vào các ngày tiếp theo. Đấy, các bạn có thể thấy có thể là chủ bảy chủ nhật thì mình mua ngày 15 đây, đúng không ạ? Giá khớp lệnh đóng cửa đó, thì mình sẽ lấy cái giá này, cứ cuối ngày là mình lấy thôi, đúng không ạ? Số lượng là 100, tăm tắp trong vòng rất nhiều kỳ, đúng không ạ? Tổng cộng là 83 kỳ. Đấy, thì các bạn có thể biết được rất là chi tiết như này. Số tiền đầu tư hàng tháng thì chúng ta cứ lấy giá khớp lệnh nhân với cả số lượng là ra số tiền đầu tư các bạn. Cái giá trị của cổ phiếu ngày 4 tháng 5 là 142.500 đồng, thì có nghĩa rằng là giá trị nó sẽ bằng cái số lượng cổ phiếu nhân với cái giá đó, thì nó sẽ ra được 14.250.000. Và đối với những cái cổ phiếu mà mình mua lâu rồi, từ 14 tháng 7 năm 2014 này, thì các bạn có thể thấy lãi rất là nhiều, đúng không ạ? Đó, mình chỉ cần lấy
cái giá trị trừ đi số tiền đầu tư ban đầu là ra cái lãi của từng cổ phiếu một, đúng không ạ? Đó, các bạn có thể thấy này. Thì tổng số lãi là 267 triệu 900 ngàn đồng trong vòng 83 kỳ, tức là 6.84 năm tích lũy. Đó là phần giá trị tăng thêm, đúng không nào? Đấy là phần tăng trưởng giá trị cổ phiếu. Vậy thì thế giới động nó còn có hai thứ nữa mà các bạn cần phải biết. Đó chính là cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu các bạn nhé. Mình đã thống kê cái cổ tức bằng tiền mặt nó có 5 đợt trả và cổ tức bằng cổ phiếu có 4 đợt trả các bạn ạ. Đó, đây này mình thống kê, thì mình thống kê trên cái phần mục tin tức của Vietstock, các bạn có thể vào để các bạn tham khảo thêm nhé. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Đó, mình thống kê rất là chi tiết cổ tức này. Thế thì cái cổ tức tiền mặt thì mình sẽ tái đầu tư vào cái quỹ TCBF của Techcom Security, giả sử là 8% trên năm, và hiện tại nó đang được là 8%. Vì cái quỹ đó thì mình mua 10.000 cũng được. Đó, rất là dễ. Thì mình tính được là gì? Cái giá trị tiền mặt mà mình tái đầu tư đến ngày 14 tháng 5 năm 2021 là 85 triệu 933.564 đồng. Và cái cổ tức bằng cổ phiếu có giá trị là 1.087.50 ngàn đồng. Tức là rất là nhiều về cái cổ tức bằng cổ phiếu các bạn nhé. Giá trị cổ tức bằng cổ phiếu mới là giá trị rất là lớn ở đây nhé. Các bạn hãy lưu ý. Tức là mình sở hữu cổ phiếu Thế Giới lâu dài là mình sẽ hưởng cổ tức của cổ phiếu. Đó. Mình sẽ ra được tổng số tiền là cổ tức bằng tiền mặt, cổ tức cổ phiếu là 1 tỷ 173 triệu 683 ngàn 564 đồng. Đúng không ạ? Nếu mà 6 năm mà mình tích lũy liên tục như thế này là mình sẽ bán vào ngày 14 tháng 5 năm 2021 là mình sẽ có 2 tỷ 356 triệu 433 ngàn 564 đồng đó các bạn ạ. Khá nhiều tiền đúng không? Còn hơn 7 năm tích lũy. Biết thế ngày xưa mình tích lũy cổ phiếu này. Ngày đấy mình làm lương khá là cao, mình cứ tích lũy thế này hiệu quả khá là tốt đúng không ạ? Hiệu quả khá là tốt. Ok. Như vậy là mình sẽ tính bằng cái hàm IRR ấy ạ, các bạn dùng hàm IRR, các bạn lấy Y12 đây dòng tiền đầu tư của các bạn đây, đến Y95 là dòng tiền dương thu về, các bạn sẽ ra được cái tỷ suất sinh lợi bình quân là 2.02%, và các bạn cứ chỉ cần nhân với 12 thôi là ra bình quân của một năm là 24.3%, đúng không ạ? Rất là dễ. Như vậy là các bạn đã hình dung ra được rằng là khi đầu tư cổ phiếu Thế Giới Di Động có mấy điểm mà các bạn lưu ý. Thứ nhất là cái hiệu quả đầu tư tích lũy là 224.3% đúng không ạ? Thứ hai nữa là đầu tư cổ phiếu Thế Giới Di Động là các bạn nhận cái giá trị tăng thêm dựa trên cái cổ tức bằng cổ phiếu là chủ yếu các bạn nha. Đó, hãy nhìn vào cổ phiếu. Chính vì vậy mà nếu mà Thế Giới Di Động họ ăn lên làm ra cổ phiếu họ tăng trưởng thì các bạn sẽ có lời rất là nhiều. Đấy. Thì thực ra thì cổ đông lúc này là cùng nhận hưởng chung với những cái thành quả tăng trưởng của Thế Giới Động trong tương lai các bạn nha. Ok, như vậy là Hòa đã vừa chia sẻ với các bạn về cái việc hiệu quả tích lũy cổ phiếu Thế Giới Động và cái focus của chúng ta vào việc đầu tư Thế Giới Động là chúng ta phải đầu tư lâu dài thì chúng ta mới có lời từ cổ tức và một phần tăng trưởng giá trị thôi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem cái video chia sẻ chi tiết của mình. Mình nghĩ rằng các bạn đã hiểu rất rõ về cái cách thức để mà các bạn đầu tư tiếp theo với cổ phiếu này rồi đúng không ạ? Phương pháp tích lũy tài sản là một trong những cách an toàn nhất cho rất nhiều các nhà đầu tư không có kinh nghiệm đầu tư. Chỉ cần chọn được một cổ phiếu tốt, ông chủ tử tế, mô hình kinh doanh tốt và cái ngành nó có tiềm năng tăng trưởng là các bạn đã đặt đúng cái niềm tin của mình để các bạn tích lũy, các bạn kiếm lợi nhuận tăng trưởng giá trị từ cái cổ phiếu đó rồi đấy các bạn ạ. Xin cảm ơn các bạn. Và nếu các bạn muốn nhận nhiều hơn các cái video mới nhất của mình thì hãy đăng ký kênh và ấn vào nút chuông các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.